Chiều nay có một cái thông tin cũng khá là quan trọng là ông thầy Thích Nhuận Đức, đạo đức à, đại đức Thích Nhuận Đức bị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra án kỷ luật. Và bà con lưu ý rằng đây là một trong hai người đã ca ngợi thầy Thích Minh Tuệ nha bà con. À, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, kỹ về ông thầy Thích Nhuận Đức rồi. Đây, chúng ta nhớ lại là cái thư mời họp này ha. Thư mời họp là mời hai người ha. À, lý do trao đổi công tác Phật sự có liên quan đến việc thuyết giảng thiếu chuẩn mực của tu sĩ Thích Nhuận Đức và Thích Minh Đạo. Ở đây thì thầy Thích Nhuận Đức này lâu nay ấy, thì ông hay cà rỡn. À, ông giảng ông hay cà rỡn, ông hay nói là chầm chàm, thế nhưng mà lâu nay không không hề bị kỷ luật nha bà con, không hề kỷ luật. Nhưng mà khi ông lên tiếng, ông ca ngợi thầy Thích Minh Tuệ, mặc dù ca ngợi không nhiều nhưng ông có ca ngợi, lập tức bị mời làm việc và bị kỷ luật. Cho nên cái lý do sâu xa nó không phải là cái việc mà ông nói cà rỡn, nói xàm xàm, mà cái lý do chính là ca ngợi thầy Thích Minh Tuệ đó. Do đó là mời hai người một lần chung một cuộc họp. Để lát nữa tôi mở cho bà con nghe cái clip đó. À, cho nên cái cuộc họp này là họ họp khẩn cấp và mời thầy Thích Minh Đạo và Thích Nhuận Đức luôn hả? Đó. À, đấy, mời cả hai người. Bây giờ tôi mở cho bà con nghe nha. Đó. À, rồi khoan, chúng ta cái kỷ luật này ha. Đó. Kỷ luật là cấm thuyết giảng một năm ha. Cấm thuyết giảng một năm. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta nghe về cái đây đây tôi mở cái này cho bà con xem xíu đã. Đó, ổng đây ha. Đó. Đi chân không luôn đó quý vị, nổi tiếng đó. Đi chân không, đi từ Bắc ra Nam, đi không phải đơn giản nha quý vị. Cái tâm này kinh thiệt chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ Bắc Nhữ Đức mà đi chân không ở đây thì đi một chút đi cũng nổi nóng nó. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt hoa da phấn rồi. Bước một cái xuống nóng cái là nóng không đơn giản đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu, thử đi 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 mà nắng này khúc lên xung quanh chùa này phải đi chút thử đi không đi rồi biết gì mà ông đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này cũng quá vi phạm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận là mình phải tán thán, phải hết sức là tán thán, nhưng mà mấy người làm theo được nhớ không? Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy thầy đi đi con mới đi. Thưa quý vị, vô đi bây giờ cho Đức chuyển qua hướng như Đức này. Thầy có một cái tấm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khất thực, đi chứ không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu. Kiểu này mấy bạn thử đi theo thiệt, thầy là gần quá mà đi chứ không vậy chứ nha. Nhưng mà nói từ Vũng Tàu và thầy đi ra tới ngoài Bắc, Nam Mô với Đà Phật, tán thán thầy, nhưng mà thôi thầy đi mình đi. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, nếu như một cái pháp tu của Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế mà chỉ có một mình Đức Phật đi khất thực mà không có một đệ tử nào đi theo, vậy thì pháp tu này Đức Phật có thể nêu lên được không? Không được. Hiểu chưa? Nhưng mà đi Đức Phật đi đến đâu cũng có 1.250 vị tỳ kheo để đi cùng đi với Đức Phật, mà toàn là những bậc mà không đơn giản chút nào, chứng quả không, hay chưa? Nên nó đi đến đâu cũng độ vua quan độ hết, làm cho ta phải tán thán cái tăng đoàn của Đức Phật. Tại vì sao? Vì cái pháp Đức Phật đưa ra đúng thời, con người ta làm được. Còn bây giờ cái việc làm này mà giống như Đức Phật nhưng mà không ai làm được, thì thôi chúng ta cũng tán thán hết lời, nhưng mà mấy người làm được việc này?
Hiểu không? Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, đây là một miếng đồng hũ. Ví dụ nghe miếng đồng hũ, miếng đồng hũ này chỉ có một mình thầy ăn được thôi con. Con nhìn chơi đi, các con ăn mới được đồng hũ này đâu. Đồng hũ này cắn vô cái gãy găng, ăn mới được đâu. Đừng có ăn để mình. Mình thầy, thầy có một bộ găng kim cang nghe con. Đồng hũ cứng cái nào thầy cắn cũng được. Nghe không? Là thầy ăn được thôi. Con nhìn chơi đi. Cái pháp này quý vị có thấy thù thắng không? Những Đức muốn đưa cho quý vị một cái pháp mà của Đức Phật dạy, mà Đức Phật đã chỉ điểm, Đức Phật đã dạy, mà mười phương chư Phật đều tán thán. Mà quý vị giống như là cái miếng đồ hũ, những Đức ăn được, quý vị ăn được. Pháp môn tịnh độ, người thầy tu được, học trò tu được. Người thầy tu vui, học trò tu vui. Cái pháp này tại sao quý vị không nhìn? Bây giờ cái sự cao siêu kia chúng ta ngưỡng mộ tán thán và đảnh lễ. Nhưng Nam Mô A Di Đà Phật, thầy đi mình đi. Con không đi theo rồi đó. Sao đi thăm nổi? Từ Bắc ra Nam đi chân không, ngủ thì ngủ nghĩa địa. Ở đâu ngủ đó. Đâu có đơn giản quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị có thể đi để mà đạt được đạo giải thoát. Thì cái này không được. Tại vì sao? Cái thời cuộc này nó phải dùng cái pháp đó để đi vào mà lãnh ngộ hoàn toàn minh tâm kiến tánh thành Phật. Không có làm được. Nhưng mà rất nhiều người người ta dựa vào đó, người ta rất ngưỡng mộ quý vị. Rất ngưỡng mộ, nhưng mà quý vị ngưỡng mộ bằng cái không. Đi chân không luôn quý vị. Nổi tiếng đó, đi chân không, đi từ Bắc ra Nam, đi. Không phải đơn giản quý vị. Cái tâm này kinh thiệt chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ bắt những Đức mà đi chân không ở đây thì đi chút đi cũng không nổi nóng. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt hoa da phấn mà. Bước một cái xuống nóng cái là nóng không đơn giản đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu. Thử đi, vì đi mà nắng đây khúc lên xung quanh chùa này, đi chút đi không đi. Rồi biết vậy mà ông đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này quá vi phạm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận, là mình phải tán thán, phải hết sức là tán thán. Nhưng mà mấy người làm theo được. Nhớ không? Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy, thầy đi đi, con mới đi. Quý vị, vô đi bây giờ cho nó chuyển qua hướng như thế này. Thầy có một cái tấm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khắc thực. Đó thì nói chung là ổng thì ổng hay nói xàm xàm như vậy. Tôi đã nghe là có nhiều cái thì ổng cũng khá là xàm. Cái này thì nhưng mà cái này thì ổng là công nhận thầy Minh Tuệ. Và tôi nghĩ có lẽ do cái này mà bị mời làm việc chung với thầy Minh Đạo luôn bà con ạ. Mời làm việc chung luôn. Và hôm nay thì chưa có kết quả về việc xử lý thầy Minh Đạo. Ổng thì dĩ nhiên không thể sánh với thầy Minh Đạo được rồi. Thầy Minh Đạo có một cái chánh kiến rõ ràng. Có một cái là phân tích nhận định rõ ràng. Còn ổng thì ổng cũng nói là theo kiểu hài hước. Tuy nhiên trong sâu thẳm ổng, ổng vẫn kính nể thầy Thích Minh Tuệ, và ổng thể hiện ra cái điều đó. Thì cái đó nó cũng tốt. Thì chúng ta chờ xem thử cái kết quả cuộc họp này đối với thầy Minh Đạo như thế nào. Có lẽ thầy Minh Đạo thì khó hơn. Còn đối với ổng thì người ta gộp hai cái lại. Một cái là nói xàm xàm theo cái kiểu kia. Còn cái này ấy, cái này người ta không có lấy cái cớ để mà người ta kỷ luật ổng được. Nhưng người ta ghét ổng. Ghét ổng theo kiểu giờ thầy này hả, thầy ca ngợi ông Thích Minh Tuệ phải không? Rồi tôi xách những cái xàm xàm của thầy lâu nay ra tôi kỷ luật để cho thầy biết tay. Đó. Thì như vậy thì nó dễ. Chứ còn thầy Thích Minh Đạo thì bây giờ kỷ luật cái gì đây? Không lẽ nói tôi kỷ luật thầy là vì thầy ca ngợi ông Thích Minh Tuệ à? Cũng hơi bị khó bà con. Đó. Do đó là cái kỷ luật về ông thầy hơi xàm xàm
hơi hài hài thích Nhuận Đức này á, là nó có trước là vì vậy.